Abi.
không? Vậy mà đến lúc đi về, đi ngang qua nhà nhà bà Như nhậu, vậy mà tóc vô nhậu tới 1 giờ sáng. Thế mà từ 11 giờ đêm mà nó ngồi đấy nó nhậu tới 1 giờ sáng, nó kêu nhậu từ ngoài sân nhậu vô tới. Không phải thịt bò đâu. Đừng giống như vậy. Không phải dê nhà nuôi. Mệt mỏi quá, chỗ ăn nhậu mà cứ quay mệt mỏi quá, ngứa mồm quá. Cứ nói đi. Tắt tiếng đi là được mà, gì. Nó về nó lầm nhạc vào. Đi tiếp. Đừng ngại chín không vậy. Cứ tự nhiên nhớ. Ở nhà người ta đi ăn. Chín. Mình để lâu lâu tí rồi mình ăn thử. Ai biểu mình ăn liền. Này còn máu không này. Mà không bên lắm bên con đấy. Còn hôi đi.